cảm ơn toàn thể quý vị khán giả thân thương đã đến với chương trình Lạ Lắm À Nha. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên VTV3. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời đến đây những người vô cùng dễ thương và duyên dáng. Người đầu tiên duyên dáng, hiền lành, được nhiều người yêu mến, đó là Mạc Văn Khoa. Là Lâm A Nha. Hôm nay là mặc vest đấy. Dạ hôm nay sao cảm giác trong người nó cứ bần thần thế nào anh ạ? Vì phải hát. Dạ bữa trước mình thì tham gia những game diễn thì nó đỡ hơn. Còn bữa nay lần đầu tiên hát, hy vọng rằng mọi người sẽ cổ vũ Khoa nhiệt tình ạ. Mọi người trên những chương trình như thế này thì thấy Khoa ít hát, nhưng mà trên YouTube hay là trên kênh riêng của mình Khoa hát nhiều lắm. Cái bài gì mà em hay hát đó? Vì sao anh nhớ em thế này. Em này có hát bài đó không? Không không anh, hôm nay em hát một thể loại nó hơi sôi động một chút xíu ạ. Em sẽ kéo tất cả quý vị khán giả đây phải đứng dậy và nhún chảy ạ. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà có sức không? Cố anh ạ. Hôm nay là có vợ đi theo cổ vũ nữa anh. Đâu? Ngồi dưới kia rồi anh. Con có đi không? Dạ không anh ạ. À. Mỗi lần ở nhà em hát thì con hay khóc. Em hát thì con hay khóc. Cho nên là thôi để nhà đi chứ mất công là hát con ở dưới khóc anh ạ. Nhưng mà dạo này anh thấy hình như là em ốm hơn ạ. Dạ mấy bữa nay em sốt 5kg ạ. Sao vậy? Thì con cái nói chung là cũng nhiều thứ phải lo đó anh. Rồi tã sữa, rồi lo cho vợ con. Trời ơi, đừng xuống nữa nha. Dạ vâng. Tới ngày hôm nay thì con cũng khỏe rồi và em lại bắt đầu cái nhịp lên ký lại. Dạ, giống ngày xưa rồi, không không có khập khiễng như ngày xưa nữa, thì bây giờ cố gắng để cho lên ký lại ạ. Giờ cháu vẫn khỏe đúng không? Dạ vâng ạ, vẫn khỏe mạnh và cũng dễ thương giống anh ạ. Giống ai? Dạ mặt y em luôn ạ. Không nhưng mà cháu nó còn phát triển anh ạ. Đúng rồi. Dạ vâng. Càng lớn thì cái nét nó càng khác nữa. Dạ vâng ạ. Giống em được chỗ mà hiền lành là ok. Dạ. Anh cũng vậy, con gái anh giống mẹ, hên ghê. Dạ không, anh được mà. Nhưng mà giống anh là lùn lắm. À dạ. Cái đầu bự nữa. Cái đầu bự nữa. Đúng rồi. À, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ Mạc Văn Khoa, một người em thân thiết, rất là dễ thương. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ mời tới đây cho Khoa những người gần gũi thân thiết. Xin giới thiệu ca sĩ Phạm Trưởng. Là Lâm A Nha. Ủa? Dạ. Hôm nay có hẹn không mà sao trắng đen rõ ràng vậy? Trùng hợp anh. Trùng hợp hả? Dạ. Chứ không phải là có hẹn trước hả? Không, tự nhiên lên thấy hết hồn, tưởng nhóm hát gì chứ. Hát xong ca bài chứ, dễ gì xong ca ca sĩ. Dạ được anh, thật sự thì em trang giấy trắng bài của anh Trưởng là một trong những bài mà em rất là thích ạ. Thử nào. Anh nhớ lúc mới biết yêu lần đầu, tình ta trong xanh như trang giấy trắng. Anh vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên. Con đường yêu dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau. Chàng đi chẳng đó đến nay hào gầy, vì em xa anh ra đi trốn em. Anh ở nơi đây cô đơn bao ngày, năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Mà người xa anh xa luôn tầm tay, hứa quay về sau anh chờ hoài. Không phải cái này là nó bị gấp quá. Mai mong. Giúp. Phải quá. Cao quá cao. Mai mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề, cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ một ngày như thế. Bài này là bài hit đưa tên tuổi Phạm Trưởng đến gần với quý vị khán giả hơn. Và ngày hôm nay có hai chàng trai rồi, thì bây giờ sẽ có một cô gái xuất hiện. Xin giới thiệu tới quý vị nữ diễn viên Kha Ly. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có ba người chơi là Kha Ly, Phạm Trưởng và Mạc Văn Khoa. Kha Ly thân mến, đã bao giờ hát chung với người rất thân quen chưa? Thì hát karaoke không ạ? Đúng rồi, cứ đó cũng được mà.
Thúy Diễm. 1. Lương Thế Thành. 2. Tú Vi. 3. Tường Vi. 4. Chồng. À, chồng em thì em hát hoài. Nếu như lát chồng xuất hiện thì nhận được không? Chồng em hát sao không nhận ra được. Đừng có tưởng bỡ. Là sao? Tưởng bỡ là sao? Rất trời nhiều ơi, cặp nghĩ đến đây sao? Nhận không ra. Ủa gì kỳ vậy? Độc đáo giọng của chồng mình mà mình nhận không ra được nữa thôi chứ. Độc đáo ở chỗ đó. Ủa gì kỳ vậy ta? Ủa? Vì chúng tôi biết nhưng mà chồng em hôm nay có được mời tới đây không? Đâu nói trước được điều gì? Không lẽ? Không lẽ sao? Sáng nay ổng nói ông đi đâu hả? Ổng nói ông đi đó bên. Đang thay đồ ở bển á. Chết với tôi. Tôi hy vọng là các cô, các cậu hôm nay rất quất hết. Anh này có lời chúc may mắn đấy tụi em. Anh hay có một cái niềm tin, cái linh tính, khả năng là phạm trưởng là có thể tìm ra được chân lý. Hồi nãy canh gà hồi hộp dữ lắm luôn. Hồi hộp hả? Nghe anh nói cái là khỏe luôn rồi. Khỏe không? Khỏe luôn rồi. Anh nói chơi mà. Hôm nay là toan hết. Hôm nay sẽ là ngày toan hết. Bây giờ ai hát trước ạ? Cho anh trưởng hát trước đi. Trưởng là ca sĩ rồi, hát trước là thường. Vậy thôi cho Khoa hát trước đi. Đúng rồi, hợp lý á. Ôi em. Các giáo ủng hộ quá. Ủng hộ quá. Dạ thôi thì mọi người ủng hộ thì em xin phép hát trước. Em tới đây để mang giọng hát của mình mà. Thì hy vọng hát xong mọi người vẫn ủng hộ. Và nên nhớ chúng ta sẽ có một cái vòng vương miện. Người nào giữ tới cuối cùng người đó được lợi thế. Đoán đúng thì không sao, đoán sai bị phạt. Kể cả ngồi dưới đó hoặc đứng trên đây, cứ sai là bị phạt. Và hình phạt ở trong chương trình là những hình phạt nó rất nhiều đẳng cấp khác nhau. Có lúc là đau đớn về mặt thể xác, nhưng có lúc đau đớn về mặt tâm hồn. Cũng có lúc người nhà mình sẽ chịu tổn thương. Hình phạt ở đây nó muốn hình vạn trạng lắm. Và theo lời yêu cầu của toàn thể quý vị khán giả tại trường quay, người đi đầu tiên là Mạc Văn Khoa. Em ở trên này em nghe ba anh chị ở dưới thì em đoán được câu chuyện là đây là nói về một người. Có thể là người này là làm thợ hồ, mê xe cổ, mê mô tô. Là đi làm phụ hồ để mua mô tô đúng không? Thì đó. Ngày bồi hồi chờ ngày qua mai, ôm ấp trong tim bao nhiêu khát khao nồng. Là Lâm A Giang. Là Lâm A Giang. Là Lâm A Giang. Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với Là Lắm Anh Nha, một trong những chương trình về âm nhạc hiện nay được nhiều bạn trẻ yêu thương. Và cảm ơn quý vị đã dành tình thương cho chương trình của chúng tôi. Ngay sau đây là một cảm giác hồi hộp. Đập nhanh lắm. Thật luôn á. Sao tự nhiên hôm nay em thấy nó tự nhiên nó run thế vậy? Thứ nhất là mình phải hát, thứ hai là phải đoán. Dạ. Và phải chịu sự tổn thương bên kia. Nếu đoán không ra họ, dạ, mình phải mang cái tổn thương về mình nữa. Bình thường thì một bài hát nó chỉ mang tới sự không hay hoặc là hay thôi, cảm xúc thôi. Còn một bài hát này có thể là mất anh, mất bạn bè thì nó cũng hơi căng anh ạ. Bài hát mình chọn là bài hát gì? Dạ, cuộc sống của chúng ta thì luôn mang tới và cần tới niềm vui và nụ cười ạ. Đúng rồi. Và kể từ khi mà con em chào đời thì khóc hơi nhiều. Cho nên là em sẽ chọn bài Khi Người Đàn Ông Khóc ạ. Có mình lẫn gái hả? Dạ. Chọn bài Khi Người Đàn Ông Khóc. Dạ. Bài này là ngày xưa là anh Lý Hải hát á. Dạ vâng. Hey, khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng. Nhưng mà trước khi hát thì em cũng nói quý vị khán giả đang ngồi đây với lại quý vị khán giả đang coi trên màn ảnh, thì nếu mà em hát có không hay hay là sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua. Bởi vì em tới đây với cái tinh thần bằng cái tấm lòng của mình thôi. Chứ còn giọng hát của em thì cũng thật sự là cũng không phải là hay. Nhưng mà hôm nay thì vì yêu thích chương trình này và thử đứng một lần trên đây hát live thử xem cảm giác nó thế nào anh ạ. Thì hôm nay run thật nhưng mà tới bây giờ thì cũng đỡ run rồi. Khi hy vọng rằng sau khi hát xong thì sẽ hết run ạ. Thưa quý vị, sẽ là tuyệt vời hơn và một kỷ niệm đẹp cho Mạc Văn Khoa nếu như người đứng bên kia bức tường là anh Lý Hải. Trời ơi, không nhưng mà khó lắm anh. Tại ra mắt phim lật mặt cho nên anh nhiều công việc là em nghĩ là không khó để tới đây quay lắm. Khó chứ không phải là không thể. Nếu mà anh Lý Hải thì em đoán được 99% sẽ đoán ra. Người ta là ca sĩ chuyên nghiệp, người ta dày dạn kinh nghiệm, người ta đủ cách để biến giọng hát mình thành giọng hát một người khác. Nhưng không sao. Thưa quý vị, ngay sau đây là clip. Mà clip này chúng tôi đã tạo nên từ một câu chuyện có thật. Quý vị hãy chờ xem câu chuyện đó là gì. Xin mời. Công nhân đi xúc đất hả?
hoặc là phụ hồ hay gì đó. Ừ. Làm việc vất vả. Do nhà quá đông người, đông miệng ăn. Nhà đông miệng ăn. Nhà xin đâu đi không hả? Xin tư được không hả? Đâu anh, xin này xin mười anh. À. Ủa đâu có ai thân với em đi phụ hồ đâu ta. Trời ơi, mấy đứa con xấu dễ sợ. Xấu quá, xấu rồi. Gia đình xấu dễ sợ. Con nhiều nhóc, vậy đình... gọi ba. Đó, bây giờ vào ơi. Vào, lên đời. Vẫn khóc. Vẫn khóc tại cô đơn. Một mình đó. À, đúng rồi. Ừ. Đó đi ạ, ai ạ? À, theo như em ở trên này em nghe ba anh chị ở dưới. À, ờ, ừ. Thì em đoán được câu chuyện là đây là nói về một người trải qua cuộc sống ấy, từ lúc nghèo tới lúc cố gắng vươn lên, đỡ nghèo hơn. Lúc nghèo cũng khóc, lớn đỡ lên cũng khóc, và khi giàu cũng khóc. Và sau khi giàu rồi thì đẻ con hay sao á, và nhiều con quá cũng khóc. Cái người đàn ông khóc mà em. Sao bạn, những người thân với em cười không à? Ít ai mà khóc và hoàn cảnh mà... Có đoạn đi đâu nữa chị ơi? Đi đi cái gì? À, đi, lái đi mô tô, lái mô tô. Ở đây nãy giờ có ai nói là đây là người thân của em đâu. Đây là một người nổi tiếng thôi chứ. Còn người thân hay không mà sao trong biết. Trong clip đó xuất hiện cái mặt của em đó Khoa. Khoảng 10 người mà có một cái mặt của em mà. Là cái anh này ảnh sanh tới 10 đứa con sinh đôi. Ấy lộn sinh 10. Làm gì có ai ca sĩ nào hát đẻ tới 10 người. Không có, anh Lý Hải 4 đứa là nhiều rồi. Tức là trong đó là người ta dùng cái mặt của em để minh họa cho cái gia đình đông con từ già tới trẻ. Tại mặt em nó đẹp, nó xinh. À em hình dung được ra cái đoạn đó rồi. Nếu mà đông con thì anh Lý Hải cũng là một người. Nhà ảnh đông người chứ không phải là ảnh có con rồi hay gì. À là cái này là nhà là em, đông người em, đúng không? Có thể là em chứ không phải là con. Những người đó là không có nhỏ lắm. Có người có râu luôn mà. Có râu là ba đó hoặc là ông đó. Đúng rồi, người có râu là đại gia đình đúng không? Đúng rồi, gia đình rồi. Trong một nhà. Xong rồi á, anh đi làm, anh tưởng tượng anh thấy nguyên một gia đình của mình nheo nhóc. Đó bụng người đứng so bụng như nè. Đó, người đứng so bụng người thì đứng khóc. Người thì ngồi cười. Chị kể cái gì nghe nó dễ hả? Hiểu được không chị? Thì đó, chị thấy đó. Là trên đó đúng không? Ừ, trên đó đó. Có thể là người này là làm thợ hồ, làm công nhân khó khăn nhưng mà vẫn gắn mê xe cộ, mê mô tô. Là đi làm phụ hồ để mua mô tô đúng không? Đi đó. Thiệt luôn á. Thôi hát đi anh. Hát đi nha. Dạ nghe giọng đi. Thưa quý vị thân mến, nhân vật bí ẩn đầu tiên xuất hiện. Lại ạ, à. Là em mãi diễn quá em quên vào ạ. À. Con cho mở lại cho em. Thưa quý vị thân mến, đó là lý quá. Do vì sao đây là những người hài hước. Tại vì tập trung phải diễn để tạo tiếng cười mà diễn quá thì quên. Cho em lại ạ. À. Cho lại nha. Dạ dạ, nếu được anh trưởng nhắc em lúc vào được không? Ok, mà cái nhạc này anh chưa nghe lần nào luôn. Vào nha. Ok. Rồi, ok. Rồi. Dạ, dạ. Ok. Âm nhạc. Đó là Khoa ơi. Ngồi một mình lặng nhìn sao rơi, mơ ước xa xôi ngày mai nắng lên trong đời. Ngày bồi hồi chờ ngày qua mai, ôm ấp trong tim bao nhiêu khát khao nồng cháy. Nắng ấm mây xanh bao la bầu trời dịu dàng. Nắng ấm mây xanh bao la bầu trời dịu dàng. Nắng ấm mây xanh bao la bầu trời dịu dàng. Hòa khúc ca trong ta bay cao dệt mộng tuyệt vời, để xóa đi bao nhiêu ưu tư muộn phiền ngày nào. Cuộc đời đẹp như thơ. Wow, wow. Yo. Rồi dòng đời còn nhiều bao tô đã cuốn cơn mưa từng đêm mất ôm xa vời. Ngồi lặng nhìn bầu trời đêm tối, bao ánh sao đêm giờ đây bỗng đi về đâu. Nước mắt rơi trên đôi môi thật là mặn nồng, mà ngỡ như quanh ta cơn mưa ngập tràn cuộc đời. Giờ trắng tay bên ta còn lại gì, ta còn lại gì. Khóc cho sầu vơi, hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng. Và hãy khóc nước mắt đã đâm chứa tràn trong lòng. Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời, thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như. Hãy khóc đi
chẳng tồi tình, để mai nhớ đến đắng cay trong cuộc đời, cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời, còn mai nhớ đến những gì vàng đã một thời từng sống trong mơ. Thưa quý vị, vừa rồi không phải là hát rớt nhịp đâu nha, mà Phong Khoa hát phong cách mới. Em đem tập cái beat cũ, cái beat của anh Hải, còn cái beat này thì gửi cho em thì nó hơi khó vào. Không, beat nào thì em cũng hát phong cách đó thôi. Hay mà sáng tạo. Dạ đúng, sáng rồi, đúng tạo. Rồi, dạ dạ. Hay rồi Khoa, hát dạ, hay lắm. Ai cũng phải chọn cho mình một lối đi riêng anh ạ. Đúng rồi, lối đi này mình em đi thôi nha. Có khả năng cái lối này là em bị tắc đường này. Bây giờ cái giọng một này. Lượt hát đã trôi qua. Xin hỏi Phạm trưởng thật lòng gật đầu hay lắc đầu thôi. Biết chưa? Ghê vậy. Kali. Dạ em không biết ai luôn anh. Nó nhỏ này, nó nhỏ thử coi chính xác cỡ nào nha. Tắt micro à? Tắt micro. Em chưa kịp nghe luôn đó. Không biết ai luôn đó, chưa kịp nghe luôn đó. Ủa cái người này nó hài lắm. Sao mà anh cười thế anh Thái? Thôi đừng nói nữa. Cười thế anh Trường. Khoa có một tín hiệu gì chưa? À, lúc đầu thì nghe nhiều con và từ khổ lên thì em nghĩ là anh Hải, nhưng mà sau khi mà hát thì không phải là anh Hải rồi. Mời mở mặt nạ. Cười hoài vậy, cười hoài vậy. Thực ra nếu vào nãy Khoa mà chịu nghe cái giọng hát bạn này là đoán ra rồi, nhưng mà không, lúc đó đâu có thời gian đâu mà nghe giọng hát bạn này, phải thời gian ngồi tính nhịp đó để tới mình kịp mình hát. Mà lúc đầu Long nghe là lúc đầu là đoạn A đó là giống anh Lý Hải cực kỳ luôn nha. Nhưng mà đoạn B thì đúng rồi, đoạn B khác hoàn toàn là ra cái giọng của bạn ấy đúng liền rồi. Ấy lộn, giọng của chú ấy. Em lẽ bằng chú hả? À, em kêu bằng chú. À. Em kêu bằng chú mà. À. Chú khỏe chú. Đâu anh gặp. Sao? Sao anh? Thấy sao? Ai mà sao anh Trưởng cười thế anh? Là anh cười không toàn cười nữa. Tại sao mà anh cười nãy giờ? Người này có thân với anh không? Nói chung là anh biết. Biết đúng không? Là ca sĩ đúng không? Ca sĩ. Ca sĩ. Em thấy hát hay hay không? Hát hay mà, hát hay và giọng rất là cao nha. À rồi, giọng lên rồi. Cao em nghĩ là rất là đỉnh luôn. Chú này có nhiều bài hit lắm đó. Chú hả? Ừ. Chú là khoảng bao nhiêu tuổi chị? Chú chắc cũng cỡ tầm 50. Chú 50 tuổi rồi. À giọng Bắc. Rồi. Bắc đấy. À Xuân Bắc. Không, anh Bắc hát không cao này được đâu. Giọng Bắc là cố gắng nói để cho Khoa nghe thôi. À. Tại vì Khoa người Bắc mà. Anh là có phải người Bắc không ạ? Anh không phải người Bắc. Nhưng mà anh có thể nói tiếng Bắc rất là rõ ràng. Anh có hay nghe nhạc của em không? Anh có hay nghe nhạc của em không? Chắc chắn là sau hôm nay nếu như mà mỗi lần mà anh cảm thấy mệt mỏi thì anh sẽ nghe em hát. Đặc biệt là hồi nãy là anh theo em hết hơi luôn. Anh em mình chơi với nhau, quen biết nhau thân đúng không anh? Đã từng đi ăn chung hay là ở chung hay là ngủ hay là cái gì chưa anh? Cũng có gặp rồi. Gặp mà rồi em à? Chắc là không có nhớ đâu, tại em bận quá mà. Không không, em không bận anh à, em rảnh lắm. Mà anh à, anh có từng qua ăn bún đậu của em chưa? Anh qua rồi. Nhưng mà anh không có đi một mình mà anh đi với rất là nhiều nghệ sĩ khác. Là cái hồi đấy là cái clip mở đầu là nguyên gia đình đi ăn bún đậu hả anh? Anh không phải là nguyên gia đình mà là nguyên cả công ty anh luôn. Nguyên công ty luôn hả? Vậy là anh có mở công ty rồi đúng không? Không, anh đang đi làm thuê em ơi. Anh có công ty thôi nhưng mà anh không có mở công ty. Là anh đang làm thuê cho công ty đúng anh không? Anh đang làm thuê cho công ty anh. Đúng rồi. Lương cao không anh? Đủ ăn bún đậu hàng ngày thôi em ạ. À, anh đi làm chỉ để ăn bún đậu thôi hả? Nói chung là một người mà tầm 50 mà đi ăn bún đậu thì chỉ có anh Hải thôi. Ừ. Một người khác mà em nghĩ người này ai? Ừ. Người này còn trẻ. Hãy cho một cái tên. Em muốn nghe chị Khali nói ạ. Bởi vì em biết chị là một con người rất là hiền lành. Chị sống rất là tốt với những người đàn em. Chị sống và đi làm bằng cái mức của mình. Trời ơi. Có thể chị cho em một vài gợi ý được không chị? Vậy là em không tin tưởng anh rồi. À. Dạ, không phải. Ý là anh Trưởng thấy cái cười nham nhở quá. Em không tin tưởng. Sao chị ơi? Người này rất mê đá bóng. Ảnh đi tới đâu là phong ba bão táp tới đó luôn. Quá nhiều thông tin. Quá đơn giản luôn. Em không
tìm ra nữa. Đúng chưa? Nói chuyện rồi cái giọng vậy đó. Rồi sao đó. Thật sự thì em nói thật là em biết từ đầu rồi ạ. Ghê vậy ta. Em biết luôn hả? Dạ em biết từ đầu rồi. Chủ yếu em đứng trên này để em nghe chị Khali với anh trưởng xem dành những lời gì để xíu em dành những lời như vậy lại. Em đảm bảo 100% luôn. Ai? Nam ca sĩ. Có rất nhiều bài hit. Tên là? Tên có 3 chữ. Không, thật sự thì em nghe nhạc của anh rất nhiều. Đầu tiên là em rất là run. Nhưng mà khi mà em hát 2 câu đầu của em rồi ấy, thì trong đầu em nghĩ là đằng nào mình cũng hát dở rồi. Thì cho nên là thôi khỏi run nữa. Em mới tập trung nghe cái giọng của anh. Và có những câu thì em đoán được. Đây là? Em nghĩ là anh Châu Khải Phong ạ. Em hay quá thôi. Em hay đúng quá hả? Ai biết đâu. Bởi vì em coi chương trình thì mỗi lần nào đoán ra ca sĩ thì khán giả cũng vỗ tay như thế này. Nên là em cũng chưa chắc chắn. Nhưng mà cái đoạn có một vài cái câu á, và đoạn lên thì em rất là giống anh Phong. Và cái câu nãy anh ấy nói một cái giọng Bắc á. Em đóng MV của anh Phong rồi. Và hai anh em cũng đã từng nói chuyện với nhau. Đây là ca sĩ Quang Hà. Nhưng mà em nghĩ là anh Phong. Bởi vì anh Hà thì giọng nó khác. Giờ mình có một cái cược nhỏ đây không? À, dạ nhỏ cỡ nào anh? Nếu như em thắng, em lấy doanh thu quán cơm anh một tháng. Em thua anh lấy quán bún đại một tháng. Hai quán cơm được không anh? Hai quán cơm được không anh? Một quán thôi. Quán còn lại để gia đình sống. Chốt không? Thôi anh ạ. Anh em tự nhiên cá cược nhau như vậy em thấy nó không vui anh ạ. À. Nó bị cảm giác nó áp lực lắm. Giờ này ưu ái cho em đoán lại một lần cuối cùng. Đây là người này mới đá banh. Em vẫn hay đi đá banh với anh. Hay đá banh là chắc chắn luôn đó. Anh phải Phong không? Cực kỳ trong thích đá banh luôn. Đá banh vậy. Em có Facebook của anh Phong mà. Có hả? Thì thấy anh hay đăng hình đá banh á. Nói với em là ngoài mê đá banh thì anh còn thích bơi lội rồi thích bóng chuyền. Rồi thích cầu lông, anh thích nhiều món lắm chứ không chỉ đá banh đâu. Nhưng mà bây giờ em hỏi anh đúng một câu, anh trả lời thật cho em nha. Là anh em mình đã từng đá banh rồi đúng không? Ở ngoài Bắc đúng không? Hôm đó là em đi diễn ngoài đấy. Và anh em mình có ngủ chung giường. Và sau đó thì sau khi thức dậy thì có thay quần áo và đi đá banh. Thì đá banh xong về đi ăn rồi về ngủ đó. Thế nhưng mà em có đoán giả đoán non thì anh cũng chỉ trả lời gọn gọn là anh đã từng gặp em ở ngoài Bắc rồi. Còn ngủ chung hay không thì anh cũng không có nhớ. Tại vì anh ngủ nhiều người đàn ông lắm rồi. Có đâu. Đây là ai lần cuối cùng? Em nghĩ là anh Phong. Và em chốt là anh Phong. Bởi vì trong đầu em không còn ai khác nữa. Âm nhạc. Đó lại nữa anh. Xin hát lại. Và chuyện này sẽ còn xảy ra nhiều lần nữa. Mong quý vị thông cảm cho chúng tôi. Âm nhạc. Rồi dòng bình làm nhiều bão tố đã cuốn cơn mưa từng đêm mất cô xa vời. Ngồi lặng mình lâu trời đêm tối, bao ánh sao đêm giờ đây bỗng đi về đâu. Nước mắt rơi trên đôi môi ngày nào mặn nồng, mà ngỡ như quanh ta cơn mưa ngập tràn cuộc đời.
giờ trắng tay bên ta còn lại gì, ta còn lại gì khóc cho sao vơi. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng. Và hãy khóc những cơn bão mưa đông chứa chan trong lòng. Khi bao nhiêu cơn mưa chớp cánh bay xa vời, thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, chẳng tồi tình. Để mai nhớ đến đắng cay trong cuộc đời. Cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời, còn mai nhớ đến những gì vàng đã một thời, đừng sống trong mộng mơ. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng. Và hãy khóc nước mắt đưa đẫm chứa chặt trong lòng. Khi bao nhiêu cơn mưa chớp cánh bay xa vời, thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, chẳng tồi tình. Để mà nhớ đến đắng cay trong cuộc đời. Cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời, còn lại nhớ đến những gì vàng đã một thời. Đừng sống trong trong mơ. Trời ơi. Như vậy là Mạc Văn Khoa đoán chính xác Châu Khải Phong. Trời ơi, chưa bao giờ nghĩ tới đây có thể đoán đúng được hết á. Nhưng mà đúng là cũng nhờ là em nghe nhạc anh rất là nhiều. Em thì em chưa đi coi anh diễn trực tiếp bao giờ, em chỉ nghe thôi. Bận quá mà, dạ. Bận quá mà mấy lần mời đi xem cứ lúc nào gọi alo Khoa, em có rảnh không? Qua ủng hộ anh đi, chứ có sự hiện diện của em là anh có thêm sự tự tin. Anh ơi, hôm nay em bận đi diễn rồi, hôm nay em bận đi quay game show rồi, hôm nay em đang bận để chuẩn bị khai trương thêm mấy quán bún đậu nữa. Trời, thì làm sao mà có thời gian để xem anh hát được bây giờ? Dạ thì em sẽ cố gắng tu xếp ạ. Thật sự là nãy giờ em hát hay á, nhưng mà em cố hình hát dở để em thử nghề của anh. Và sau khi thử thì em cảm giác là cái giọng của anh nó còn hay hơn ở trên TV nữa anh ạ. Như vậy là Bảo Khoa hiện tại sẽ là người giữ chiếc vương miện này, còn hai người còn lại bị phạt bởi hình phạt sau đây. Các bạn sẽ phải nhắm mắt xoay 20 vòng, sau đó mở mắt ra tự múc sữa chua ăn. Quý vị thông cảm, bây giờ chúng tôi sẽ đội là đội tạm thôi, chứ không lẽ bỏ vào túi. Hình ảnh sau đây dù không đẹp, mong quý vị bỏ qua. Nhưng mà em không nghĩ là em được đội cái này đâu. Bởi vì em rất là khó, nhưng mà may quá. Rồi, chúng ta cùng chứng kiến hình phạt sau đây. Xin mời. Đem đi ạ. Đúng ra phải xoay 20 vòng xong là bắn mặt thôi anh ra. Rồi xoay. Ủa 2, 3, xoay ạ. 1, 2, 3. Chết rồi, chết. Chẳng té rồi nha. 7, 6, 8, 9. Cái gì lâu vậy? 10, mấy rồi mà? Ai đỡ em coi? Mười mấy rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? 16, 19, 20 rồi. Rồi đi theo tiếng gọi của MC nào. Rồi tìm MC lấy vô ăn nào. Anh Đôn Giang, anh nói em nghe coi. Anh Giang, anh đâu rồi? Anh Giang phải không? Ủa phải. Ủa mình đi lấy hả? Có lá, không phải anh Giang rồi. Giang là mình đi lấy hay là anh đưa em? Anh Giang, ở đâu? Ai cầm sữa chua? Ai cầm sữa chua? Cầm trưởng, cầm tay nào? Em cầm tay trái. Cầm còn một. Phải ăn tay phải. Từ từ bình thường. Cá ly thuận tay nào? Em thuận tay phải. Cầm một hộp. Không dùng bộ phận nào khác tìm miệng người kia. Rồi đút vô miệng người kia đi nào. Hả? Trời chết hả anh ơi? Đút đi ạ. Miệng người ta. Trời ơi. Cá ly. Sao tự ăn vậy? Hả em thèm quá, thôi cho em ăn cắn đi. Đi tìm miệng Kali mà đút đi ạ. Nhà thành viên bảo đó dữ lắm hả? Kali đâu mình biết Kali. Đi tìm miệng thành trưởng đút đi nào. Em thích ăn sữa chua lắm. Anh trưởng miệng anh đâu anh trưởng? Đây. Đó, đó. Canh tọa độ, canh tọa độ. Người này trước người kia sau. Rồi. Miệng anh đâu? Rồi cao lên xíu. Đây.
Đây, coi chừng nha. Cái đế vào vòng ngực rồi. Tới cái miệng chưa? Chưa đâu. À, có rồi. Rồi. Xuống một tí. Lên. Ồ, sao thấy hay vậy? Rồi nè, trả lại nè. Được rồi, nghỉ ăn đi. Ăn rồi. Một muỗng là được rồi. Thưa quý vị, như vậy là lượt đầu tiên mà Văn Khoa thành công trong việc tìm ra được Châu Khải Phong. Và hình phạt dành cho hai bạn là hình phạt đơn giản, nhẹ nhàng, một thử thách ăn sữa chua thôi, đẹp da. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật bí ẩn thứ hai và người hát cùng, đó chính là Phạm Trưởng. Nổi tiếng rất hot luôn, em không biết ai hết. Trong số đó anh đoán được rồi đó, anh đoán đi. Anh hay làm được phải là mấy trăm bài hát vậy chứ. Đúng rồi, ảnh là cả ngàn bài á. Đúng rồi. Bước trong chiều mưa đi về bước chân là Lâm A Giang. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Lạ Lắm Mà Nha. Bây giờ là Phạm Trưởng sẽ bước vào một trận đấu vô cùng khó khăn, song ca với một người nổi tiếng và phải tìm được danh tính. Xin hỏi Phạm Trưởng đã chọn bài hát gì ạ? Mưa Phi Trường của anh Hai. Mưa Phi Trường của anh Hai Lâm Trường. Bước trong chiều mưa. À, bài này là quá nổi tiếng đúng không? Dạ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ là clip nói về nhân vật bí ẩn bên kia bức tường. Xin mời. Wow, 15 năm bên 238 4 triệu lượt mua đô. 258 hả? 238 bài hát, 15 album. Là người đó 4 triệu lượt follow trên kênh YouTube. Ghê chưa? Nổi tiếng, rất hot luôn. Em không biết ai hết. Thông số đó anh đoán được rồi đó, anh đoán đi. Ô Kali, còn gì nữa không? Nguyên một bầy con luôn. Năm con nữa hả? Đâu, đó là khán giả, đâu ra. Em nói gì kệ em đi, em mất rồi. Trên kia nó rõ ràng là vài chục ngàn người hâm mộ, mày không nhớ vài chục ngàn người con hả? Mọi người có nói số lượng chính xác không vậy? Chính xác. Thế? Trời ơi, anh hỏi câu gì nghe mất lòng thật chứ. Ở dưới đây tụi em chia sẻ, anh mới hỏi chính xác không. Ví dụ như anh Hai Lâm Trường mà ồ hơn, anh Hai Lâm Trường phải là mấy trăm bài hát chứ. Đúng rồi, ảnh là cả ngàn bài á. Đúng rồi. Phong ơi, em có gợi ý gì không? Em nghĩ là với 15 album thì chắc chắn rằng là anh ấy cũng đã đi hát rất là nhiều năm rồi. Và anh em mình cũng đã từng chạm mặt anh đấy rất là nhiều sân khấu rồi. Chắc chắn rồi, nếu mà làm nghề lâu thì gặp nhau là chuyện bình thường. Như vậy là người này là một người rất là nổi tiếng với lượt theo dõi và số sản phẩm hơn 4 triệu trên kênh YouTube là nhiều lắm nha. Ai ta? Là nhiều đó, nổi tiếng lắm. Nếu đó nếu mà mình xét có những ai ca sĩ mà hơn 4 triệu ta? Làm chân Khang để trở thân với em này. À, đúng rồi, em nghĩ cũng hợp lý á. Đúng không? Ổng cũng hát cũng rất là lâu rồi, cũng chắc tầm khoảng cũng 200 mấy bài. À, anh Lý Hải nè. Mà anh Lý Hải đúng là nãy mặc anh Khoa đó chắc là bây giờ không tham gia được đâu. Biết đâu được. Phim ra mắt thôi, còn tham gia chuyện bình thường mà. Bây giờ chúng ta không chờ đợi lâu nữa. Nhân vật bí ẩn thứ hai, xin mời. Bước trong chiều mưa đi về bước chân lẻ loi phố cũ vẫn còn đây. Wow. Phố cũ vẫn còn đây. Wow. Wow. Phố xưa vẫn em chờ anh đưa em về nơi xa. Mắt em chung lệ tôi biết rằng từ nay mất nhau trên bên trong theo mình anh. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, một ai đón nhau trên bờ vai. Mưa sao mưa rơi mãi trong tôi, em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi. Mưa sao mưa rơi
mang theo nỗi buồn trong tôi. Rất là tự tin, chắc chắn là đã có một cái tên. Cười. Anh sao bữa nay cái mỏ anh nhọn quá vậy? Sao dùng hoa em bị gì vậy? Em có biết là ai đâu. Đi ông mặt cái kia cũng sao biết. Nhưng mà người này mồm nhọn lắm anh. Và khá là cao đấy. Đi cao cỡ mét 9 nha. Ca sĩ Việt Nam có ai cao mét 9 đâu. Gần mét 9, cũng phải mét 7, 8 á. Xin mời nhân vật bí ẩn số 2 mở mặt nạ. Không mở. Sao im lặng quá vậy Phong? À, bây giờ em đang em mở rất là phân vân. Mở giờ, mở giờ. Trời ơi. Thiệt khổ ghê. Anh Giang mở tới không? Anh cao. Anh Giang chắc không tới đâu, để em đi. Để em đi lấy cái ghế, lấy ghế cho anh Giang. Mấy đứa. Rồi. Và đây là chúng ta chờ đợi nhân vật bí ẩn này là ai? Chưa luôn hả? Wow, wow. Chào anh hai nhá. Wow. Bên chào chị nữa. Anh hai hôm nay đẹp trai quá. Rõ như ban ngày rồi còn gì nữa. Trời ơi. Khoa, em có thể gợi ý anh xíu được anh Khoa? Nhuộm tóc. Nhuộm tóc. Ờ, ca sĩ thì như 80% nhuộm tóc rồi. Ờ, cầm mic bằng tay phải. Cầm mic bằng tay phải. Em nói chuyện quầy vốn á. Thì em đang cứ giúp anh mà. Cầm mic bằng tay phải ạ. À, đeo nhẫn ở ngón giữa. Có một chiếc vòng ở cổ tay. Mặc một chiếc áo vest. Đây không phải là thông tin tìm trả lạc. Vâng. Hôm nay anh đến với chương trình. Em là một thí sinh may mắn nhất trong những thí sinh. Lúc đầu chương trình báo là anh phải hát, phải giả cái giọng sao cho nó khác với cái giọng của mình. Nhưng mà anh không làm được. Sao làm được? Sao anh làm được? Giọng của anh quá đặc trưng, chỉ có người ta bắt chước giọng của anh thôi. Thôi nể tình anh em mình chung đội banh với nhau. Em gợi ý thêm cho anh một chút là đây là một gương mặt mà từ cái hồi mà em còn chưa nổi tiếng thì anh ấy đã rất là nổi tiếng rồi. Và các bầu show đặt anh với một cái mệnh danh là vua phòng vé rồi. Em nói chuyện cũng hơi quầy giống. Đó. Không phải anh trưởng, anh biết rồi. Thật sự nãy giờ em cũng muốn, em cũng muốn đánh lạc hướng lắm á. Nhưng mà bây giờ mình đánh làm gì? Bởi vì anh ấy biết rồi. Biết rồi. Chắc chắn luôn rồi. Nãy anh ấy có hát một câu là anh trưởng cười toe toét luôn rồi. Làm chân khác. Khán giả vỗ tay là đúng rồi. Em tự tin quá. Tại sao nghĩ đây là lên chứ Khang? Một số thông tin của chương trình đưa ra là mấy trăm bài hát. Rồi lượt follow 4 triệu trên kênh YouTube nè. Rồi. Rồi người này rất là cao, cao mấy chín luôn. Rồi có đeo xe lách nữa. Khoa nói nè. Cái đó là những cái gợi ý mà trưởng biết. Thì ngay lúc đầu Phạm trưởng đã nhận ngay từ giọng hát rồi. Mà Phạm trưởng làm bộ im thử để cho mọi người nói làm sao. Có gian dối mình nhiều hay không. Nhưng mà thấy ra Khoa cũng hơi thiệt lòng. Rồi Phong cũng hơi thiệt lòng. Nói chung là ba đứa em trên đó cũng có tấm lòng tốt với lại trưởng. Hôm nay em dám cá cược với anh luôn. Sao vậy? Nếu như mà em mà thua tất cả các trận banh tiếp theo, em mời anh uống nước. Em mời anh đi ăn. Free 2 năm luôn. Vậy luôn hả? Đúng rồi. Em vàng to lắm nha. Vậy em cũng cá với anh luôn. Gì nữa? Nếu như em thua, em tài trợ mắm tôm cho anh suốt đời. Em tài trợ mắm tôm cho anh suốt đời. Lúc nào cần mắm tôm em ship tới, từ giờ tới suốt đời luôn. Ủa sao có mắm tôm không vậy? Phải có bún đậu nó mắc chị ơi. Mắm tôm nó cả đời mà. Ăn là nhọn nữa đó. Mấy mắm tôm nó mặn ăn lâu. Không, anh lấy lại xong anh bán lại cho em nha. Anh chơi kiểu lời thế. Mắm tôm anh ăn sau được. Vậy là phòng nữ chắc chắn đây là Lâm Trấn Khang. Nói chung là em đã suy nghĩ ra là anh Lâm Trấn Khang, nhưng mà anh phải chắc chắn 100% mới được. Anh Khang ơi, ông này là nói một chữ là ông không trả lời. Anh Lâm Trấn Khang ơi, em gọi ai vậy? À, cho em hỏi là anh có thích độ xe không? Anh không thích độ xe. Bây giờ em sẽ chốt anh một câu,
không làm mất thời gian của anh nữa. Với cái sự nổi tiếng mà mọi người đã nói anh như vậy thì anh có lẽ là bận rất nhiều show để tranh thủ quay sớm anh về, anh còn chịu show nữa. Cho nên anh rảnh, anh rảnh. Anh rảnh hả? Dạ anh rảnh. Anh Khang có hỏi về em không? Em có vợ chưa? Em có vợ rồi. Vậy hả? Dạ. Đón đi. Đón đi hả? Đón chắc lắm cho anh Khang chưa? Anh trưởng ơi, anh tin em không? Sao vậy? Em nói không phải. Không phải hả? Anh cho em thêm một thông tin nè. Anh là tuổi thơ của thế hệ 8X. Đúng rồi. Anh nói thật, anh mà có nói dối á, cho em không cao lên được mét nào. 8X là thế hệ mấy anh em mình đó. Thì đúng rồi. Mấy anh em mình đó. Làm lớn lắm rồi đó. Thời đó ảnh hay đi hát mấy cái sân khấu ở dưới quê, dưới tỉnh nhiều lắm. Anh Lâm Trường, Đan Trường, anh Lý Hải đó, rồi nè. Nói đó. Với anh như ngày xưa mà em mà gặp được ông là về mất ngủ mấy ngày luôn á. Thiệt đó. Và hôm nay em mà không đón được ra anh em mình không nhìn mặt nhau nữa. Chương trình ca nhạc nào có Phạm Trưởng, không có tôi. Không có tôi. Trời ơi. Trời ơi. Cái câu này nghe quen lắm luôn nè. 100% là Lâm Trấn Khang. Như Châu Khải Phong nói, nếu em đoán đúng, anh chịu một chầu đá banh và một chầu ăn đêm với em. Nhớ giữ lời nha anh Khang. Nhưng mà chưa chắc. Thì anh cũng vậy, anh đâu nghĩ là anh Khang chơi với anh đâu. Hồi chiều ổng còn nhắn tin nữa, hôm nay em rảnh không? Em bận quay rồi không có gặp được, cà phê cà pháo được. Mà quay mấy giờ xong, ra lệ anh chờ, còn nói vậy nữa, còn đánh lạc hướng anh nữa. Nhưng mà khi cất giọng hát lên, với lại một số gợi ý của mọi người là anh biết chắc chắn 100% là ngay từ đầu rồi. 100%. 100%. Hãy chuẩn bị cà phê, nước uống và mắm tôm đi ạ. Yeah. Bây giờ là phần âm nhạc của anh, xin mời. Bước trong chiều mưa đi về, bước chân lẻ loi người phố cũ vẫn còn đây, phố xưa vắng em chờ anh, đưa người về nơi xa bay, nước mắt em chung lệ tôi. Vừa tay đón nhau trên bờ vai. Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi, em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi. Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Giữa dòng người qua, một ai đón nhau trên bờ vai. Mưa, sao mưa rơi rơi mãi trong tôi, em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi. Mưa, sao mưa rơi rơi mãi không thôi, quên
Em mang theo nỗi buồn trong tôi. Đẹp quá, đẹp quá. Như vậy là Phạm Trưởng đoán chính xác. Lâm Trấn Trang. Khoan, thấy người ta hát chưa? Em tạo điểm nhấn cho chương trình, em thử nghe anh Phong mà. À, chứ thực sự là hát khác đúng không? Dạ vâng. Nào hát thử câu coi. Đưa người về nơi xa. Ta tiếp tục chương trình đi. Tiếp tục chương trình đi, mất thời gian quá. Trưởng nghe một hai câu là biết liền rồi, thì có nói cỡ nào thì trưởng vẫn đoán là Lâm Trấn Khang. Phải nói là cố gắng giả cái giọng lắm, nhưng mà hai anh em chơi nhau thân thiết quá trời quá đất rồi, gần mười mấy hai chục năm rồi. Một ngày á nha, Lâm Trấn Khang á nói chuyện với trưởng còn nhiều hơn cả vợ mình nữa. Bởi vậy sao mà đoán không được. Thế nên bây giờ như thế này, ba bạn ở dưới sẽ chịu hình phạt của chương trình, và cái phương biện đó phải trao lại cho Phạm Trưởng. Tiếc quá anh ạ. Không, nó hợp với em lắm. Không, hợp mà. Không. Em chào anh Khang ạ. À, chào. Dạ. Em. Trời ơi. Trời ơi. Quý vậy em sao rớt được anh? Cài đẹp em. Quý rồi ôi. Chào lần tiếp. Vậy hả? Ô ngộ khô. Trời tăng 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 tăng. Bây giờ Phạm Trưởng và Lâm Trấn Khang sẽ vào ghế ngồi. Mời hai bạn lên đây để chịu hình phạt của chương trình. Đây là hình phạt dành cho ba người đã không làm cho Phạm Trưởng lung lay được quyết định của mình. Trong vòng 30 giây bật một đoạn nhạc bất kỳ, người thua phải nhảy sao cho rơi hết số giấy nốt được dán lên người. Thưa quý vị thân mến, bây giờ âm nhạc sẽ trỗi dậy và chúng ta lắc. Khi nào rớt hết thì thôi. Music. Bung nút áo ra, khẩy phạch phạch phạch. Sẵn sàng chưa? Mêu gì? Bung áo ra, bung áo ra. Thưa quý vị, nếu biết trước là khủng khiếp như vậy thì đã không phạt. Những động tác uốn éo thừa thải và khớp. Dạ, nhạc nào mình nhảy đấy mà dán em nhiều quá em không dụng được. Rồi, không sao cả, vui là chính. Bây giờ mọi cay đắng sẽ thuộc về Kha Ly. Là Lâm ở nhau. Giống như là tấm cám của ta. Đúng rồi, hai chị em bằng mặt nhưng không bằng lòng. Anh đó thì thấy có hai người con gái đám cưới với nhau. Đám mây nó mặt nó buồn lắm, mây khóc. Mây khóc. Đám mây nó chảy nước mắt. Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ trên xe lướt nhanh. Lách lên qua sông người. Bạn đời. Là Lâm ở nhau. Là Lâm ở nhau. Là Lâm ở nhau. Ta đã quay trở lại với Là Lâm ở nhau. Thưa quý vị thân mến, người cuối cùng đó chính là Kha Ly. Đã chọn bài hát gì ạ? Em sẽ hát một bài hát mới của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Bài hát Giữa Đại Lộ Đông Tây đó anh. Giữa Đại Lộ Đông Tây. Có một chuyện tình đã xảy ra. Dạ. Và đêm nay sẽ chọn bài đó hát. Dạ. Người hát chắc chắn sẽ là nam. Thôi kệ đi, hát dai cũng được. Giờ em biết em cay đắng rồi mà. Chị cứ yên tâm đi, Hội Mỹ Nam. Hội Mỹ Nam. Ở dưới này sẽ giúp đỡ chị rất là nhiều ạ. Chị tin em lắm đó Khoa. Dạ. Từ đầu tới cuối chị chỉ tin có một mình em thôi Khoa.
Anh cảm ơn em, anh cảm ơn em. Cái gì? Bé nó khen em đẹp trai ạ. Bé nó khen em đẹp trai ạ. Khen kế bên ông ơi. Ừ vậy hả? Ngộ nhận hoài. À rồi rồi, em rút lại nha. Bây giờ thưa quý vị là clip về nhân vật bí ẩn bên kia bức tường. Xin mời. Áo dài. Giống như là tắm cám đó ta. Đúng rồi, hai chị em bằng mặt nhưng không bằng lòng. Anh đó thì thấy có hai người con gái đám cưới với nhau. Hả? Trời ơi, sao đi xa quá vậy? Hai không phải, bạn, một như hai chị em. Một người cưới thôi, người kia phụ. À, rồi biết luôn rồi. Dù hay gì? Rồi, biết tức rồi. Là cái người này á là em đã từng đi làm phụ dâu cho cái người này. Cái này đâu có cô dâu gì đâu, chỉ là hai bạn mặc áo dài rồi đứng hát thôi mà. Đứng hát xong là... Không có đám cưới gì đây cả, đừng nghe lời Lâm Nhân Khang. Anh Khen à, em thử đi, bao nhiêu người đàn ông này họ đang gọi là dồn dập em thì anh là người thật nhất, anh thấy sao anh nói vậy thôi. Nhưng mà sai đâu mà sai, em có thấy đám cưới không? Đúng rồi, đám cưới, đám cưới rồi, có cái cổng cưới đẹp lắm. Đám cưới không có đám cưới anh, đúng rồi, người ta đám cưới đi. Dạ, đám cưới, đám hai người cưới. Anh công nhận bây giờ phải thật thà, có người là phải thật thà. Ca sĩ hát. Chị nhớ em bán bún đậu mắm tôm chứ em đâu có bán cái gì mà bánh tráng đâu mà em lặng quá vậy. Không phải, ý là đúng rồi. Anh công nhận mặt ông Khoa, anh thi chương trình với Khoa rất nhiều lần, bây giờ mới thấy ông Khoa lặng lộng dễ sợ luôn. Không có đám cưới gì ạ. Nói chung á, người này sẽ là con gái chơi thân với em. Có chừng bưng phụ dâu cho em luôn á. Không, đám cưới em không có mời ai làm phụ dâu hết á. Là đám cưới không có cô dâu phụ hả? Không phải, ý là đám cưới của em á là mấy bạn mà nghệ sĩ là em không có mời làm phụ dâu, tại em làm dưới quê á cho nên là không có mời mấy bạn về quê làm phụ dâu. Còn thông tin gì nữa không? Mọi người nói cái gì mà nãy giờ ít thông tin quá à? Em không có, em có một cây câu. Anh đã nói rồi là giống như tắm, có một cây câu. Y chang là tắm cám vậy đó, hai chị em chở nhau mà không ưa nhau. Đám mây nó mặt nó buồn lắm, mây khóc. Mây một đám mây nó chảy nước mắt, nó đậu ở trên cái lá cây cau. Cây cau ấy ra một buồng cau khoảng độ 23 trái. Đếm được luôn hả? Em đếm được ạ. Cây cau đó là trồng... Lạc rồi, sao chủ đề rồi, trở về đi. Lạc rồi. Không có cây cau. Ủa, mắc mới gì? Tại nãy giờ em thấy Khoa nghe lời của anh Khang không anh? Tại vì anh nói đúng. Hả? Anh chưa bao giờ nói dối hết. Anh nói thật trong showbiz là anh chưa bao giờ nói dối. Thiệt không? Thiệt. Đó, khán giả thấy đó. Anh cho em hát đi anh. Anh cho em hát. Anh Khang trong cuộc sống không bao giờ nói dối, nhưng mà chơi game show là nói dối dữ lắm. Cho nên đừng có tin nha. Đúng rồi. Rồi, hát đi anh. Nhân vật bí ẩn thứ ba xuất hiện. Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ trên xe lướt nhanh, lách lên qua sông người vẫn đang ghi chặt tay ga lăn bánh. Gấp phanh nơi đèn đường đêm tàn chỉ còn 3 giây đèn xanh, và em nói yêu anh. Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhờ. Em muốn được tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Choàng tay khẽ ôm từ sau, làn hơi ấm tan vào nhau. Biết rồi. Em muốn được tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Giữa đại lộ đông tây, có mình cầm đôi tay. Giữa đại lộ đông tây, giữa đại lộ đông tây, có mình cầm đôi tay. Giữa đại lộ đông tây. Có vẻ như Kylie cảm thấy ô dễ quá vậy. Bé này nó đẹp lắm anh ơi. Đúng không anh Giang? Anh hay khen bé đẹp, thông minh. Anh xã giao mà, con gái nghệ sĩ là khen đẹp à. Mời mở mặt nạ. Wow. Đẹp lắm đúng không mấy bạn? À, bây giờ mấy anh gợi ý cho em đi mấy anh.
mấy anh gợi ý giúp em coi á là bạn bên đó là diễn viên cao hay lắm, là ca cao sĩ lắm. Cao lắm, người mẫu ạ. Cao. Hello bạn. Chào bạn. Bạn khỏe không? Mình khỏe lắm. Bạn ơi, khỏe hả? Anh em mình về. Chứ giờ họ trò chuyện tâm sự cà phê mình em ở đây chi nữa. Bạn ơi, bạn có hỏi gì mình không? Mấy bữa trước mình gặp nhau đúng không nè? Đúng nè. Mình cũng có gặp anh Giang đúng không nè? Mình không biết gì đâu nghe. Mình không biết gì đâu nghe. Mình gặp anh Giang hoài nè. Gặp hoài luôn hả? Nhưng mà không có gặp với bạn nè. Là sao bạn? Là sao bạn? Là hai đứa mình không có cùng nhau gặp anh Giang hả? Không nè. Đứng kể chuyện cho bé nghe quá ta. Đúng rồi, mình tâm sự mà giống như tụi ta. Hai đứa chưa có con mà tưởng như đang làm mẹ vậy. Bạn ơi. Dạ. Hai đứa mình á là đóng chung phim với nhau rồi đúng không nè? Mới đóng chung luôn nè. Hả? Mới đóng chung. Ủa, mới đóng chung lâu lắm rồi, mình đâu đóng chung phim với nhau đâu bạn. Mới mấy tháng nè. Diễn viên nổi tiếng mà, tham gia nhiều phim lắm luôn á. Thôi bây giờ mình hỏi mấy anh đi. Giận rồi không trả lời. Giận rồi không trả lời. Mình phải có giá chứ đúng không? Đúng rồi. Mình phải có giá chứ đâu phải đúng muốn rồi. Hỏi muốn là nãy giờ trò chuyện bỏ anh em tụi tôi bây giờ quay qua hỏi sao được. Anh biết là em đang nghĩ về ai nhưng mà em nghĩ sai rồi. Anh biết em nghĩ ai? Từ cái lúc hồi nãy trò chuyện nè, rồi hai người nhân vật chính đó nè, rồi mình đã từng gặp nhau chung với cái người đó và em nói rằng là xong sẽ tham gia chương trình này đúng chưa? Vậy là không phải đúng không? Không phải người đó, nhưng đây là một đứa em của tôi rất là thân thiết và hát hay luôn, đi diễn với tôi rất là nhiều lần. Hả? Đi diễn với anh luôn? Đi diễn ở Mỹ, ở Úc. Wow. Mình cũng có đi diễn ở nước ngoài cùng nhau đó bạn. Ê, bạn đi với mình nước nào? Đây nè, chết với tôi. Chết với dạ, tôi. Trả lời đi. Bạn đi với mình nước nào? Pháp nè. Pháp nè. Đúng rồi. Ở sân nữa nè. Không nói nữa nè. Trời ơi, em nói thiệt với anh Giang luôn á là em đi cũng nhiều nhưng mà hầu như là qua Pháp á là em không có đi với bạn nào mà em quen hết trơn á. Người ta biết điều đó mà, người ta chỉ nói cho vui mà. Thì đó, bạn này xạo với em. Bạn ơi, nói nghe nè, bây giờ á là bạn trả lời thật lòng với mình nha. Ok nè. Không trả lời thật á là mình giận bạn suốt đời luôn đó. Rồi, chơi game thu áp lực gì. Có lock Facebook không? Mình block Facebook bạn luôn á. Trời ơi, mình sợ quá à. Thường là nó hay block Facebook người ta chứ không ai block Facebook nó chứ. Nó tự chủ động nó block Facebook mà. Không chừng game này về nó block Facebook mình nữa à. Đó là ai ạ? À? Trong cái đầu của em là có hai người. Hai người. Một là Thanh Trúc, hai là Tú Vi. Nhưng mà giọng của Trúc thì rất là đặc biệt, nó có cái độ khàn ở trong đó. Ừ. Còn giọng của Tú Vi thì nó trầm nhưng mà nó rất là ấm. Và đây là? Và đây nếu như mà mình đoán không lầm thì đây sẽ là Tú Vi. Quá hay. Người này từng đặt danh hiệu sắc đẹp với lại có chiều cao rất là cao. Trời ơi, lúc nãy ra mấy anh nói cao là em nghi ngờ rồi. Tại vì Tú Vi nó thấp chủng mà. Ủa thì bên nói cao thì em nói cao thôi. Mấy anh nói cao là em biết mấy anh dụ em rồi. Nhưng mà em khẳng định luôn, tại vì cái giọng của Tú Vi em rất là quen. Khẳng định luôn đây là? Khẳng định luôn đây là Tú Vi. Âm nhạc. Hát vu vơ bình bông, mây có chuyện đồ không đuổi em phía. La 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 la, nghe nhịp đập con tim lướt lướt nhanh từ câu hát yêu anh. Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Rồi tay khẽ ôm từ sau, làn hơi ấm tan vào nhau. Em muốn đừng từ nay về sau mãi mãi. La 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 la
vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Chân tay khẽ ôm từ sau, cơn hơi ấm tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Giữa đại lộ đồng tây, có mình cầm đôi tay. Giữa đại lộ đồng tây, giữa đại lộ đồng tây, có mình cầm đôi tay. Giữa đại lộ đồng tây. Vỗ tay. Kali đoán chính xác. Thú vị. Em xin chào các anh, chào Khoa. Dạ. Bài hát Giữa Đại Lộ Đông Tây thì em là người chọn để em muốn gửi dành tặng cho ekip của Đông Tây Promotion. Trời ơi. Công nhận á, Thú vị á, là rất khéo luôn á. Hôm trước, mấy hôm trước là hai chị em đi quay chung chương trình. Em có nói là chương trình này mời em. Xong rồi Tú Vi nói, ủa gì hả, vậy chị hát bài gì? Cái em mới nói là hát bài Giữa Đại Lộ Đông Tây. Thế là Tú Vi nói, trời em thích bài này lắm á chị. Trời bài này hay quá. Em còn hỏi, ủa chị hát với nam hay nữ vậy? Chị cũng không biết nữa em à. Sao em còn nói là, ủa chương trình có mời để mà mình thử tông này nọ các kiểu mà chị? Không có luôn. Trời ơi, vậy chị phải hỏi đi, chị biết này nọ. Trời em giả trân luôn á. Ý em nói là chương trình chúng tôi tạo ra cái nghiệp cho nghệ sĩ hả? Không, em tự tạo á. Chương trình thì tạo ra một sân chơi rất bổ ích cho nghệ sĩ. Và như vậy là quá đơn giản, vì họ thân thiết với nhau nên cái vương miện tham trưởng thân mến hãy trao lại cho Kali. Em tưởng được đeo đi để cho anh Khang với anh Phong đãi em cái mấy cái chầu nãy đó. Thế độ bây giờ dĩ nhiên là phải đãi chứ, tại giờ lấy xuống là không chịu đãi kìa. Đâu, lấy xuống là trao lại cho người ta thôi, chứ còn cứ kẹo đó mình vẫn thắng rồi. Ok, có hồi nãy là có cá cược là nếu như á là bọn em mà thua mang cái vương miện luôn thì anh trưởng phải mang vương miện đi ra ngoài sân banh hoặc là đi bất kỳ chỗ nào cũng được, vương miện đi lên mang cái đá banh luôn hả? Đúng rồi. Và như vậy là Kali đã chính xác biết rõ ràng đó chính là Thú Vi. Bốn người đàn ông chúng ta sẽ bị phạt ngay bây giờ. Hình phạt trong chiếc hộp xinh xắn này sẽ là gì nữa anh? Bây giờ mời hai bạn gái xuống dưới kia ngồi cho mát nghỉ ngơi. Mời mấy bạn trai lên đây ạ. Hình phạt: một tay tân cầu lông bằng vợt, một tay múc bột khô. Lưu ý, hai tay hoạt động cùng lúc, tân cầu được dưới 10 lần phải làm lại từ đầu. Lượt đầu tiên cho Khai Phong và Phong Khoa. Một tay đánh cầu lông, một tay múc bột. Từ thau này qua thau không có bột này khó lắm. Và dĩ nhiên dưới 10 lần phải làm lại từ đầu. 2, 3, vô. Khó à, khó à. Rồi, làm lại từ đầu ạ. Trời ơi, làm lại thành phạt này khó quá. Khó quá hay nè, khó giỏi nè. Cái gì vậy Khoa? Ê, múc bột. Lo múc bột đi Khoa ơi. Tao thấy anh đê không vậy? Mới 9 cái hả Khoa? Mới 9 hả anh? Vâng. Không được vô phong. Mấy cái là Khoa ơi. Hay đó. Cái này là múc hay là hất vậy? Em thấy nó đổ hết ngoài luôn rồi. Đổ hết ngoài rồi. Có bột từ trong thau mà anh. Rồi, vượt qua. Mời cặp tiếp theo ạ. Em thuộc tay trái anh nha. Em chứ, không liên quan. Em thuộc tay trái trong qua đây. Kệ thôi mà, bên đây của anh. Không được. Em thuộc tay trái. Kệ em chứ. Trời, cái gì khó vậy trời? Khó cho nó. Cầm, anh làm dân tùm lum đến vậy? Khó. Rồi, tạm hoàn thành. Nè, thấy chưa? À, là bị dính bên phải hả? À, trét tay bên trái cho đều. Rồi, hình phạt này coi như là một thử thách vui thôi. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với phần cuối. Ở phần cuối này chúng ta sẽ gặp gỡ ba người chơi bên dưới và ba nhân vật bí ẩn bên trên. Mời quý vị đón xem.
Quý vị thân mến, đây là phần cuối cùng, phần giải thưởng của Lạ Lắm À Nha. Sẽ có 3 phong bì. Một phong bì là 1 triệu đồng, một phong bì là 20 triệu đồng, và một phong bì là một giải thưởng hay là một thử thách nào đó, hoặc là hình phạt nào đó. Riêng Kali có hai quyền để lựa chọn. Quyền thứ nhất là bảo vệ, tức là Kali chọn ai rồi thì những người khác không được đụng đến người đó nữa. Quyền thứ hai là Kali sẽ được nhân đôi cái món quà Kali sau khi chia đều tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ phát thử tiền gái trước nè. Chọn đi. Rồi hai bạn này sao cũng được đúng không? Hành xuôi về đuổi nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu xem để biết mình còn nói chuyện chứ. Rồi riêng em giáo cho Duy em biết, bên kia vẫn chưa mở được. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu từ vị trí của Châu Khải Phong. Hôm nay rất là hên, hy vọng rằng là ba người sẽ chọn Phong. Vì em sao Vy? Nói đi. Mọi người à, hãy bầu chọn cho mình. Trời ơi, phải thi Hoa hậu đâu trời. Như đang đi thi Hoa hậu nhỉ? Tú Vy, Thị Nghe. Thị Nghe. Thôi rồi, Thị Nghe. Lâm Nhân Khang xin mời. Ủa là mình phải chia người ta hả? Chia người ta nhé, nếu người ta chọn. Còn không ai chọn á, là mình lấy tất cả. À, Khang đến đây không phải là vì tiền, đến đây là chỉ vì phạm trưởng thôi. À. Và chương trình Lạ Lắm À Nha là chương trình đầu tiên của Lâm Trấn Khang tham gia game show này. Nhưng mà mỗi gì trong đó có 20 triệu không? Khang đã cho anh trưởng rất là nhiều rồi, có một cái clip 300 triệu ở ngoài, các bạn chắc cũng biết đúng không ạ? Nhưng mà anh nói thật nè, nếu em muốn hạnh phúc, hãy về với anh. Biết hả? Quá biết. Về tiền bạc em hiểu tính anh đúng không? Tiền bạc là anh không bao giờ khe bất cứ điều gì với em. Nên nhớ một điều, muốn hạnh phúc hãy về với anh. Nói gì nó tin không? Nói vậy là hợp lý rồi đó. Nói giả trân mà ai tin. Bây giờ nè, ai muốn chọn đầu tiên hay là nhường cho cô gái đẹp? Thôi em nhường cho hai trai đẹp. Đúng rồi, em có hai cái quyền chọn rồi mà. Chọn trước con, hai bạn chọn đi. Bạn chẳng Khoa, em được chọn đầu tiên. Khoa, đừng chọn anh. Khoa, em biết chuyện này. Đừng chọn anh. Anh chỉ chơi phạm trưởng thôi. Anh chỉ chơi phạm trưởng thôi. Anh đến đây vì phạm trưởng. Anh chia đâu với phạm trưởng. Đừng chọn anh. Em mà chọn anh là tối nay em không muốn gặp khỏi đây được. Thôi em biết. Anh hứa với em đó, biết tới ra rồi. Tú Vy thì nghe. Khoa, hãy chờ đi ạ. Anh với em không khách thiết nha. Biết rồi. Thôi anh Khang đã nói vậy chắc em né anh Khang ạ. À. Né lắm. Em chọn ai? Em biết, thấy không? Anh kỹ anh nhét luôn nè. Rồi, em biết rồi, thôi em chọn. Mình thật, phân tích nét mặt và sự diễn xuất của từng người, sau đó hãy chọn. Anh diễn có giả chân không? Dạ anh. Dạ. Em cũng phải làm em diễn sợ ông này giả luôn mà. Đừng chọn anh. Dạ. Đừng chọn anh, tối nay anh với anh trưởng chia đôi. Hứa với em luôn, thành trưởng không giờ bỏ anh. Không, không lấy gì tiền đi chọn người khác. Dạ, mà trong khi đó tiền đang nằm ở đây. Dạ. Đây là cái mối thân tình mà khi anh nói anh với anh trưởng nó gắn kết lắm, em không dám xen vào. Chọn đi Khoa. Em chọn xong rồi mà Kali chọn lại mà giành quyền bảo vệ thì em vẫn bị văng ra và chọn chỗ khác. Như vậy. Cái đặc quyền của người có vương miện cuối cùng mà. Trời ơi, em là quyền lực lắm mà. Khoa, em có cần vô nghỉ 15 phút ra chọn lại không? Em rất bị hoang mang đây ạ. À. Xin lỗi em nha. Rồi em biết rồi anh. Sao nào ta? Anh Khang thì mời phạm trưởng chọn. Đúng rồi cái gì vậy? Em cuồng quá không chọn luôn hả? Nói đi anh Khang, la liền nữa em chọn nhanh lên. Bây giờ làm Giang thấy anh Khang nói vậy mà nỡ lòng nào mà em chọn Phong với lại Tú Vy được. Lâm Nhân Khang nói vậy mà em không chọn Lâm Nhân Khang mới là vui vậy. Tại sao mà chia rẽ tình bạn của vậy tôi mới hấp dẫn. Hấp dẫn cái gì mà hấp dẫn? Chơi trò chơi là phải trình gắn kết tình bạn với nhau mà bạn chia rẽ sao được hả? Tôi đến đây là vì phạm trưởng. Đến đây là vì phạm trưởng. Ừ. Không có phạm trưởng là tôi không về. Đúng rồi. Bây giờ mà anh Khang nói vậy mà em chọn hai người là có Lâm Trấn Khang là không có phạm trưởng. Bây giờ em chọn là Lâm Trấn Khang. Chưa dừng lại đó. Đó là một người chọn được rồi. Một người chọn rồi. Sau đó Khoa, nếu như chọn Lâm Trấn Khang nữa hoặc không chọn là chị của em, Kali là người quyết định cuối cùng. Vì Kali chọn Lâm Trấn Khang mà bảo vệ thì tất cả những người kia không được quyền đụng đến Lâm Trấn Khang. Khoa, mời chọn. Em chọn em chọn anh Châu Quỳnh Phong ạ. Yeah. Giả chân quá. Em biết tính anh rồi đúng không?
không bao giờ được cần phải nói nhiều. Anh dạ, em mình hiểu nhau là chính thôi. Dạ vâng. Sao không chọn Lâm Trấn Khang? Đang giữ 20 triệu nè. Em sợ. Tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn, không cần phải chọn anh. Vâng, em chọn anh Phong, chốt luôn. Rồi, chốt anh Phong luôn. Dạ. Chưa dừng lại đó. Dạ ạ. Kali, hãy tạo ra bước ngoặt cho chương trình này. Vi à, nãy giờ em tôi nó đứng nhỏ thì nghè mà không ai chọn nhỏ cho. Thường thường bé đó được chọn á. Bây giờ em phải dùng quyền của em bảo vệ và chọn Lâm Trấn Khang, đẩy phần trưởng ra ngoài. Em biết mà. Bây giờ anh Khang, nãy giờ á, trong tất cả những người đàn ông ngồi ở đây, anh là một cái người mà tôi nói hả giả chân nhất. Anh ổn không? Hơi bị tổn thương đi xíu. Không sao Khang, dù sao gì nữa em vẫn chọn anh Khang, không sao. Nhưng em nhìn thấy ánh mắt của anh dành cho anh Phạm Trưởng. Trời ơi, sao nhìn lén vậy? Ánh mắt của anh nó không thể nào mà nó giả với anh Phạm Trưởng được hết. Đó là cái điều mà em nhận ra được. Anh đến đây là vì Phạm Trưởng. Đúng, đơn chính xác. Phạm Trưởng, em muốn cho em gái của em nói với em một lời nào đó. Vi, em nói với chị đi cưng. Vẫn là như vậy chị à. Tu Vi thì ghê. Trời ơi, cái mặt em như này. Chị, tránh xa em ra. Kali, chọn. Em sẽ dùng cái quyền bảo vệ của em. Yeah. Và em sẽ chọn ai? Anh Lâm Trấn Khang. Yeah. Một cuộc tình tan vỡ. Trời ơi, nói ông nào, nó là con người chia rẽ anh với em. Trời ơi, nè, tôi nói cho bà thông tin là tại vì Kali là rất thân với Tú Vi, nên một cái ánh mắt của Tú Vi là Kali đủ biết là trong đó có hình phạt gì. Nên bây giờ bảo vệ Lâm Trấn Khang rồi thì Phạm Trưởng phải chọn một chỗ khác. Cái gì anh Khang? Ôm cái đuổi em đi rồi. Anh không thể chia tiền với em được rồi. Cái đó là anh nói thật đó. Anh không thể chia tiền với em được rồi. Em xin rồi. Lỗi anh Trưởng. Phạm Trưởng phải chọn một vị trí khác. Đúng là anh Khang rất thật lòng với mình, mà Vi cũng rất thật lòng với lại Kali. Thì chỉ còn Châu Khải Phong. Châu Khải Phong. Không lẽ anh em chia nè? Hả? Không lẽ anh với em chia hả? 20 triệu chia ba là cũng nhiều nha. Nhưng mà anh đi chợ thì nghèo rồi chưa? Thôi, chợ thì nghèo không có gì hết. Đúng rồi. Chợ thì nghèo không có gì hết. Chợ không có gì quá không trời đồ mà. Và chọn. Để tình là anh em mình nói chung là cũng thân thiết, đã banh chung rất là nhiều trận rồi. Anh cũng chiền cho em ghi bàn rất là nhiều rồi. Bây giờ em nói thật lòng trong đó có 20 triệu hay không? Anh có tin em không? Tin. Vậy thì anh quyết thôi. Anh như vậy. Và cuối cùng là Nghe lời anh không. Anh Khang cũng là anh em của anh thì em cũng là anh em của anh mà, đúng không? Đúng. Bây giờ nè, anh nói nè, em làm gì bắt đầu hai anh em cắm chồng phụ nữ đi. Cái gì kỳ vậy? Nghe lời anh đi. Bây giờ anh đến đây vì chương trình này vì em. Nhưng mà hồi nãy mà nghe lời anh không? Nè tôi muốn cái gì vậy? Cái gì đây nè? Thôi được rồi. Nghe lời không? Bây giờ anh có hiểu em không? Thôi rồi. Trời ơi, này trời gì bây giờ nè. Bạn nói nè. Nếu mà em chọn Phong á, anh về xóa số em. Anh về xóa số em. Anh Khang á, xóa số anh thì anh có thể đến nhà để gặp anh Khang. Nhưng mà em á, mà không gặp anh nữa là anh không ai ghi bàn cho anh đâu. Thôi giờ Phong, ok, luôn. Anh hiểu tình cảm của em dành cho anh rất là lớn. Bây giờ anh Giang có thể tư vấn em một cái. Bây giờ hai người làm anh khó xử quá giờ sao ta? Hãy nghe theo con tim của mình. Con tim của em hả? Con tim em muốn em chọn ai thì em chọn người đó. Bây giờ con tim loạn nhịp luôn rồi. Bây giờ hỏi tư vấn phim trường có người thân ở đây không? Hả, có. Ai? Ai muốn Phạm Trưởng chọn phụ nữ giơ tay lên. Có vợ em rồi chứ. Riêng bà vợ là không muốn Phạm Trưởng chọn gái nữa. Bây giờ nha, muốn Phạm Trưởng chọn ai? Chỉ thôi, không cần nói cũng được. Chọn Phong đi anh ơi. Châu Khải Phong. Quyết định luôn, Châu Khải Phong. Như vậy nè, móc điện thoại ra, xóa. Đâu, để cho rỗng rồi, chút về xóa sao. Để là chút về xóa sao. Ôi bà gái. Còn. Như vậy là hiện tại anh là... Anh có tin em không? Tin. Kali là chọn Lâm Trấn Khang. Em là thiệt may mắn nhất trong cuộc thi hôm nay. Phần nghi trong y Khang có hình phạt quá. Ngây quá. Em có khả năng phạt cao. Chuẩn bị vỗ tay thật lớn cho Phạm Trưởng hối hận nha. Người chiến thắng đêm nay đó chính là Kali. Và sau nhiều lựa chọn, quyết định bảo vệ Lâm Trấn Khang, không ai được đụng đến anh ấy. Với cái sự gọi là căng thẳng quá mức thì cái gì cũng thấy rồi. Em đổi ý kiến rồi được không? Phạm Trưởng không chịu đâu. Đổi hồi nãy đá tôi ra khỏi người yêu đâu. Bây giờ mà sao giành lại được nữa. Không, em hãy coi sự giả chân của anh nè. Và đúng vậy, Khả Ly là người đeo vương miện cuối cùng của team này. Và đã mang về cho mình và Lâm Trấn Khang
mỗi người. Bọc bộ dụng cụ vệ sinh lỗ tai. Bọc bộ dụng cụ vệ sinh lỗ tai. Sao kỳ vậy? Chung là em không bao giờ bỏ anh được. Ây da, ây da. Anh Khang à, sau ngày hôm nay em sẽ không còn hâm mộ anh nữa. Mất hết một người rồi hả? Đây, mỗi người một bộ. Trời ơi, may quá, mới đi lấy giấy hôm qua rồi. Thôi, cho chị nhá. Em mới lấy giấy tay hôm qua rồi, không cần nữa. Em cầm và em rung tay hết anh. À, một bộ đó mấy cục lắm. Kiểu này lấy cái gì đây? Đúng là Lâm Tấn Khang là yêu thương Phạm Nữ thật lòng đó. Làm mọi cách để cho Khả Ly lung lay. Tinh sang. Và khi Ly đã chọn rồi, đã bảo vệ được rồi, thì không thể nào chọn Khang được nữa. Hai bên kia thế nào cũng có tiền. Ừ, chắc chắn rồi, nhưng mà chữ không có nghe Khang. Khả Ly là vì lòng tham vô đáy. Tinh sang. Đến với chương trình vì tiền. Vì tiền. Mà nhận kết quả đáng cay. Cái này ra tìm người ta quấy ok, về nhà tự quấy. Đúng mà nghĩ. Sao em dễ bị dụ quá vậy? Vị trí duy nhất là của Tú Vi không ai chọn. Vị trí của Châu Quang Phong được hai bạn nam ở dưới đây là Mạc Văn Khoa và Phạm Trưởng nghĩ là 20 triệu đồng. Chúng ta sẽ lật mở từ từ để biết ai là người giữ tiền và số tiền đó sẽ được chia như thế nào. Nếu như trong đây là 1 triệu đồng thì một mình em được 1 triệu đồng. Nếu như trong đây là 20 triệu đồng thì một mình em 20 triệu đồng. Yeah! Và vì hôm nay không ai chọn Tú Vi. Tú Vi quá à. Cái gì vậy? Sao mà nãy xìu giờ xung quá vậy? Không, đây. Em á thiệt, em chưa bao giờ tin anh. Đó, cách diễn kìa, thấy chưa đó. Nó diễn mặt đơ đơ vậy đó mới nguy hiểm đó. Giờ chị có 1 triệu đúng không? Em thấy chưa? Em thấy chưa? Hai vợ chồng như nhau. Trời ơi, 20 triệu. Công nhận á, Phong đó ác nhưng em tu dễ sợ. Phong quá ác. Em không ngờ anh là con người như vậy anh Phong ạ. À. Thì mà anh Khang là anh của em thì em có phải là anh em của anh không? Ừ. Trời ơi, rất nghĩa khí. Cầm có 1 triệu bạc mà nói bà. Chuyện nghĩa khí thật chứ. Ông ngày nay đủ rồi, hôm nay qua đến đầu qua rồi. Để bảo vệ sĩ là như vậy đấy. Họ đến đây vì tiền. Ê, tôi không có gì tiền nha. Làm đến Khang bị xui thôi. Ừ. Bị xui chứ cũng kiếm chút đỉnh. Xui được chút đỉnh. Trong khi đó chỉ có Tú Vi thì nghe cầm 20 triệu. Đây nên nói quá trời nói là anh em với nhau chơi với nhau phải như thế này thế kia có 1 triệu à. Ừ. 1 triệu mà nói quá nói luôn. Thưa quý vị thân mến, kết thúc chương trình buổi tối ngày hôm nay, Lâm Nhân Khang và Kali mỗi người một bộ dụng cụ vệ sinh lỗ tai, khuyến cáo hãy ra tiệm đừng làm tại nhà. Mạc Văn Khoa, Phạm Trưởng và Châu Cây Phong mỗi người 330.000 đồng có lẽ. 330, biết vậy nãy em hát chật nhịp hơn. Tú Vi một mình mang về 20 triệu đồng. Thưa quý vị, hồi nãy giờ anh em chỉ giỡn cho nó vui thôi, trên sóng truyền hình cho nó vui, tạo ra cái không khí thoải mái thôi, chứ thực sự là anh em không đến đây vì tiền. Đúng không? Tôi xác nhận điều đó. Người đến đây vì tiền đó chính là Khả Ly. Khả Ly. Đúng rồi đó anh, em cảm thấy buồn lắm. Hồi nãy chị nói là có một mình nhỏ em của em, không ai chọn chân mà chị cũng không chọn em luôn. Bỏ rơi tình bạn bởi vì nghĩ em không cần tiền trong đó. Bây giờ chị kêu em á là nháy mắt với chị, tại sao em không nháy mắt với chị? Thì em nói hãy chọn chứ, hãy em bầu chọn chứ, đúng không anh? Nói chung là ai cũng thủ đoạn hết á. Thôi, hôm nay tôi hiểu lầm tấm lòng em của tôi rồi. Thôi, đừng làm cảm xúc dạt dào, không chia đồng nào đâu. Chị Bảy thì nghe, chị thấy sao? Em cảm thấy rất là hạnh diện khi mình đến từ Thúy Nga. Cũng y một nét diễn đó. Y chang, y chang. Không, em thấy anh giống như ngôi sao may mắn của em á, anh Giang, thiệt á. Những cái ngồi kia, những cái show nào mà em gặp anh tự nhiên là em vui hơn, duyên hơn, với lại cả là em được nhiều tiền hơn luôn á. Xin lỗi, anh là người đã có gia đình. Nhưng mà anh dẫn em làm đệ tử đi Giang. Giờ anh không thích anh có đệ tử nữ. Nói chung là vui thôi quý vị. Anh em lâu nào gặp nhau có một cái cơ hội, và đặc biệt hôm nay đặc biệt nhất là Lâm Nhân Khang là lần đầu tiên tham gia chương trình sóng truyền hình, và đặc biệt là mà cũng có một cái hay nha. Khang sẽ nhớ mãi là hay sao? Lần đầu tiên tham gia mà tham gia chương trình của VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Yeah.
Rồi tới đây với cái sự duyên dáng này thì nhiều chương trình khác sẽ mời Lâm Nhân Khang và không mời Phạm Trưởng. lại chia rẽ anh em nữa. À, không, vẫn mời cặp đôi này, vẫn mời cặp đôi này chơi tiếp và vẫn được bộ tay Nga quay lỗ tay nữa. Rồi hôm nay thì mọi người có ý kiến gì không? Trưởng thấy sao? Thấy vui anh ơi, chứ giờ em lên đây xác nhận ra phải vì tiền đâu mà tới vui là chính mà. Nhưng mà nãy mình chọn là Châu Quế Phong là do tự mình nghĩ hay là vợ muốn chọn? Không có, em là chọn Châu Quế Phong rồi, tại vì anh nghĩ sao anh em với mình bỏ nó kỳ quá. Em chọn Khang rồi mà Kali cấm không cho được chọn Khang. Mà sao lại Khang biết bên kia giữ 20 triệu? Vậy em mới hay, em nghĩ từ vì nếu mà bạn giữ không giữ 20 triệu thì bạn diễn sẽ thật, còn bạn giữ 20 triệu á thì bạn sẽ diễn rất là giả chân. Ủa là em hả? Em giống hả? Giống Duyên Khang đúng không? Ừ, em diễn giả đó. Chân mà sao mọi người không chọn em ta? Đó, cái mặt đơ đơ đó mà 20 triệu đó. Cảm ơn tất cả mọi người. Thưa quý vị thân mến, chương trình là Lắm À Nha của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương những anh em nghệ sĩ của chúng tôi, mang lại nhiều cái năng lượng cho chúng tôi làm những chương trình mới tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Rất là hạnh phúc khi Trường Giang đã nhớ những cái đặc điểm trên sân khấu mà ngày xưa Quách Tuấn Du trình diễn. Cảm ơn tất cả. Cầm, vô. Ủa anh ơi, sao ai anh cũng giao lưu tới em kia? Tại vì phần giao lưu của em đi từ đó qua đây là hết phần giao lưu rồi. Đứng bên đây là Hồ Quang Hiếu, nhận ra không? Hồ Quang Hiếu có đứng bên cạnh em mà hát mà nghe nhỏ cũng biết Hồ Quang Hiếu đó. Thì ý anh nói là hơi thở em ổng cũng thở nhận là em cũng biết ổng rồi. Hay quá, bé tự tin quá anh. Lát nữa mình thua là đoạn này được đăng đi đăng lại nhiều lần nè. À không, em xin cắt cái này giùm em bỏ nha.